Sáng ngày 26 tháng 7, tại nhà Quốc hội, với sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội khóa 15 Vương Đình Huệ, Quốc hội đã thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để Quốc hội bầu Chủ tịch nước. Quốc hội đã bầu ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước khóa 14, giữ chức Chủ tịch nước khóa 15. Có 483 trên 483 đại biểu có mặt, bằng 96,79% tổng số đại biểu Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết bầu ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016-2021, từ tháng 4 năm 2021, đại biểu Quốc hội khóa 15, giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhiệm kỳ 2021-2026. Sau lễ tuyên thệ, phát biểu trước Quốc hội, ông Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ trân trọng cảm ơn Quốc hội, các đại biểu đại diện cho cử tri cả nước đã tín nhiệm bầu ông giữ chức Chủ tịch nước. Chủ tịch nước cũng cảm ơn Tổng Bí thư cùng với các vị lãnh đạo tiền nhiệm về những đóng góp lớn lao cho Đảng, nhân dân và đất nước. Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc sinh ngày 20 tháng 7 năm 1954, quê quán tại Quế Phú, Quế Sơn, Quảng Nam. Trình độ, cử nhân kinh tế, cao cấp lý luận chính trị. Ngày vào Đảng, ngày 12 tháng 5 năm 1982, ngày chính thức, ngày 12 tháng 11 năm 1983. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 10, 11, 12 và 13, là Ủy viên Bộ Chính trị khóa 11, 12, 13 và là đại biểu Quốc hội khóa 11, 13, 14 và 15. Quá trình công tác của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Từ năm 1978 đến năm 1979, ông là cán bộ Ban Quản lý Kinh tế tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng. Từ năm 1979 đến năm 1993, ông là chuyên viên, phó văn phòng, chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng. Từ năm 1993 đến năm 1996, ông là Giám đốc Sở Du lịch, kiêm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Khu Du lịch Furama, Đà Nẵng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng, tỉnh ủy viên. Từ năm 1997 đến năm 2001, ông là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam, Phó Chủ tịch rồi Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, kiêm Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam, kiêm Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Quảng Nam. Từ năm 2001 đến năm 2004, ông là Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Bí thư Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam, Ủy viên Ủy ban Kinh tế Ngân sách Quốc hội khóa 11, kiêm Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh Quảng Nam. Năm 2004 đến năm 2006, ông là Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Bí thư Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam, đại biểu Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Kinh tế, Ngân sách Quốc hội. Từ tháng 3 năm 2006 đến tháng 5 năm 2006, ông là Phó Tổng Thanh tra Chính phủ. Từ tháng 6 năm 2006 đến tháng 8 năm 2007, ông là Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Chính phủ, Phó Bí thư Đảng ủy Văn phòng Chính phủ, Ủy viên Ủy ban Kinh tế Ngân sách Quốc hội. Từ tháng 8 năm 2007 đến tháng 7 năm 2011, ông là Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Từ tháng 8 năm 2011 đến tháng 4 năm 2016, ông là Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ. Từ tháng 4 năm 2016 đến tháng 7 năm 2016, ông là Bí thư Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2011-2016. Tháng 7 năm 2016, tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 14, ông được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ. Tháng 4 năm 2021, ông miễn nhiệm chức vụ Thủ tướng Chính phủ và là Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhiệm kỳ 2016-2021. Đến tháng 6 năm 2021, ông là đại biểu Quốc hội khóa 15. Ngày 26 tháng 7 năm 2021, tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15, ông được bầu làm Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhiệm kỳ 2021-2026. Bạn có video hấp dẫn, bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo, hãy gửi về vlo@phapluottb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.